Đây chỉ để nhắc nhở quý vị tu hành. Và khi về nhà, quý vị cần phải bảo các bạn đồng tu của mình, bảo tất cả liên lạc viên là hãy nhắc nhở đồng tu Thiền Quán Âm trong thời gian cộng tu và ở nhà. Có lẽ hộ pháp nên mang theo cái chuông nhỏ, bảo mọi người thiền. Sau khi thiền ánh sáng, họ phải thiền âm thanh cho tới khi chuông reo. Như thế ít nhất một tiếng âm thanh. Sau một tiếng chuông sẽ reo thì quý vị biết đó là một tiếng. Nhưng quý vị muốn thiền thêm quán âm, thiền âm thanh với thêm tỷ lệ quán quang hoặc ánh sáng thì cũng được. Tôi nói ở nhà, quý vị về nhà và nhắc nhở tất cả các bạn đồng tu thiền âm thanh thiên đàng nội tại cân bằng với thiền ánh sáng thiên đàng nội tại. Sau khi thiền ánh sáng thì thiền âm thanh, quý vị có thể tiếp tục thiền âm thanh 3-4 tiếng nếu có thể, và rồi sau đó thiền ánh sáng thêm để cộng vào thời gian thiền âm thanh để làm đúng tỷ lệ. Ít nhiều như vậy. Ngoài ra, quý vị có thể bảo liên lạc viên kiếm một cái chuông nhỏ, chuông báo thức, chuông nhỏ xíu, và mọi người trong nhóm cộng tu, sau khi thiền ánh sáng, họ nên cùng nhau thiền âm thanh, cho đến khi chuông reo. Lúc đó họ sẽ biết, nếu họ muốn thư giãn để làm việc khác, thiền ánh sáng hoặc có lẽ đến giờ về nhà, bất cứ việc gì, nhưng phải dùng chuông nhỏ, để mọi người biết họ nên tiếp tục cho tới khi chuông reo. Để ít nhất họ biết đó là một tiếng rồi. Họ có thể thiền ánh sáng nữa hoặc có thể tiếp tục thiền âm thanh sao cũng được. Ngoài ra, ở nhà nếu không biết thời gian, thì quý vị nên đặt đồng hồ báo thức trong điện thoại hay gì đó, để mình chỉ nên thư giãn sau một tiếng thiền âm thanh. Và đó là sau một tiếng rưỡi thiền ánh sáng. Tỷ lệ quý vị phải thiền theo đúng tỷ lệ, và nếu không thể thiền vào lúc đó, một tiếng thiền âm thanh, thì quý vị có lẽ thiền một nửa tỷ lệ của ánh sáng, và rồi một nửa tỷ lệ của âm thanh, và thiền phân nửa kia vào buổi tối để bù đắp cho đủ. Nếu biết rằng, thí dụ, quý vị không có đủ thời gian để thiền 2 tiếng rưỡi, ánh sáng và âm thanh cùng lúc, thì quý vị chia ra, có lẽ quý vị thiền ánh sáng 1 tiếng rưỡi là 90 phút, phải không? Vậy quý vị thiền 45 phút ánh sáng, và rồi thiền nửa tiếng âm thanh. Và rồi vào buổi chiều, bất cứ khi nào có thời gian, quý vị thiền nửa còn lại. Quý vị chia thời gian thiền ánh sáng làm 2, và rồi chia thiền âm thanh làm 2, hoặc làm 4. Bất cứ khi nào có thời gian thiền, quý vị hãy chia ra. Nhưng quý vị phải thiền ánh sáng trước. Phải thiền ánh sáng trước, niệm năm hồng danh, và rồi thiền âm thanh. Không sao. Nếu không có thời gian để thiền trọn 1 tiếng rưỡi, nhưng có thời gian có thể là quý vị chỉ có 1 tiếng, thì có thể thiền 40 phút ánh sáng và rồi 20 phút thiền âm thanh. Chẳng hạn như vậy, tỷ lệ nhiều hoặc ít hơn. Và rồi nếu không có nhiều thời gian hơn, thì quý vị niệm 5 hồng danh trước. Có lẽ quý vị chỉ có 15 phút thì niệm 5 hồng danh, rồi thiền âm thanh. Niệm hồng danh 10 phút, và rồi quý vị thiền âm thanh 5 phút. Được rồi, cảm ơn quý vị. Tôi chúc quý vị tâm linh an bình và tiến bộ và mọi điều tốt đẹp trong cuộc đời. Tôi sẽ sớm gặp quý vị.